năm con giáp nam có số mệnh phải trải qua ít nhất hai đời vợ thì mới mong có được bến bờ hạnh phúc của đời mình. Những con giáp nam này thường có tính cách hoạt bát, dễ thương, có ngoại hình ưa nhìn dễ mến, nên là đi đến đâu thì họ cũng được những người khác giới quý mến. Vì vậy nên họ bị mang tiếng là đào hoa, nhiều người yêu. Thế nhưng bản chất của họ lại là những người vô cùng nghiêm túc trong cái chuyện tình yêu. Yêu ai thì cũng phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ càng. Với đàn ông thuộc 4 con giáp dưới đây thì sẽ yêu thương vợ tuyệt đối. Ra đường gặp mỹ nhân thì cũng không ngoái đầu nhìn lại. Đi làm kiếm được bao nhiêu tiền thì đều đưa cho vợ. Các bạn nữ kết hôn với những con giáp này tưởng chừng sẽ có được cái hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng thực chất họ lại là những người lận đận trong cái chuyện tình duyên, phải trải qua ít nhất hai đời vợ và thường là sau 38 đến 40 tuổi thì mới mong có được cái hạnh phúc thật sự. Đó là những con giáp nam nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để xét xem là cái con giáp nam nào ấy có cái số mệnh phải ít nhất qua hai đời vợ thì người ta sẽ xét về cái cách cục đa thê đa phu của những người con giáp nam đó. Cách cục đa thê bao gồm có hoa cái thủ mệnh, cung phu thê thì thường là có thiên mã, nhưng lại có tuần hoặc là triệt, hoặc là có cả tuần cả triệt ở trong lá số tử vi. Để chính xác hơn thì chúng ta sẽ xét về cái cung tử tức. Nếu mà lá số tử vi của những gia chủ nam mệnh mà có một trong 6 cách cục dưới đây thì chắc chắn phải trải qua hai đời vợ thì mới mong được tìm được cái bến bờ hạnh phúc thực sự của mình. Thứ nhất là cung tử tức thì có sao cự môn và có sao thiên cơ nó đồng cung. Thứ hai là cung tử tức thì có thể thiên tướng đồng cung với lại sao tuyệt. Thứ ba là cung tử tức có sao thai hoặc là sao đế vượng, hoặc cả thai hoặc cả tả hữu. Thứ tư là cung tử tức nó sẽ có sao phục binh hoặc là sao tướng quân. Thứ năm là có sao thái âm và sao thiên phúc ở cung tử tức. Và thứ sáu là cung tử tức thì có sao đà la. Thì đây là 6 cái kết cục có con riêng trong lá số tử vi. Vậy nên những con giáp nam nào mà có những cách cục này thì rất dễ phải trải qua hai đời vợ, ít nhất hai đời vợ thì mới mong tìm được cái bến bờ hạnh phúc, mới mong được cái cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Trong lá số tử vi thì cái sao hoa cái nó luôn nằm ở 4 cung tứ mộ là thìn, tuất, sửu, mùi, đó. Và nó không bao giờ nằm ở trong các cung tứ sinh là dần, thân, tỵ, hợi. Cái sao thiên mã thì nó luôn nằm ở trong 4 cung là dần, thân, tỵ, hợi. Cung thiên mã được tính theo cái bộ tuổi là tam hợp, tam hợp cái chi đầu xung ấy thì gọi là thiên mã. Những người mà mệnh có sao hoa cái thì cung phu bao giờ cũng sẽ có sao thiên mã. Đó là cái quy luật bất di bất dịch khi mà chúng ta ăn cái lá số tử vi. Cái sao hoa cái thì luôn nằm ở chi cuối của bộ tam hợp. Ví dụ thân tiễn thìn thì nó nằm ở cung thìn này, dần mọc tuất thì nó nằm ở cung tuất, hợi mão mùi thì nó nằm ở cung mùi, và tỵ dậu sửu thì nó nằm ở cung sửu. Và sau đây là những con giáp ít nhất phải trải qua hai đời vợ thì mới mong tìm thấy cái bến bờ hạnh phúc của mình. Con giáp đầu tiên là những gia chủ tuổi tý. Thì những người tuổi tý thường là rất thông minh, rất nhạy bén. Các bạn sống khá là độc lập với cái khả năng làm giàu bằng chính cái sức lực của mình mà không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng ngược lại, cái bề ngoài mạnh mẽ thì những người tuổi tý lại thì khá là yếu đuối trong cái chuyện tình cảm. Nếu mà trên thương trường ấy thì bạn cứng bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm thì lại bạn mềm yếu bấy nhiêu, thậm chí là bị yêu một cách mù quáng. Thực ra thì tự bạn đang làm khổ bạn bằng những cái suy nghĩ phức tạp và tiêu cực, bằng những cái suy nghĩ rối rắm của mình. Đôi khi cái chuyện chẳng có gì nhưng mà các bạn lại làm cho nó to tát và nghiêm trọng. Đó chính là cái nguyên nhân khiến những gia chủ tuổi Tý không được êm đềm trong chuyện tình cảm và phải trải qua nhiều lần kết hôn thì mới mong tìm được cái hạnh phúc thật sự. Con giáp thứ hai mà dễ phải trải qua hai đời vợ đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì nhắc đến những người tuổi Dần thì người ta đã nghĩ ngay đến một con giáp cực kỳ mạnh mẽ. Cũng chính vì cái tính cách mạnh mẽ đó mà những người tuổi Dần khá là gì lận đận trong cái đường tình duyên. Bởi đơn giản thì các bạn quá xem trọng bản thân, quá xem trọng cái tôi của mình, cái tôi quá lớn, cùng với cái việc là có cái suy nghĩ áp đặt lên người khác, áp đặt cái ý kiến của mình lên người khác. Lâu dần thì điều đó mang đến cái cảm giác khó chịu, gò bó với đối phương của mình. Cho dù khi bắt đầu thì cái chuyện tình yêu nó vô cùng là cuồng nhiệt, vô cùng nồng cháy, các bạn cũng dành hết cái con tim của mình để yêu hết mình. Nhưng mà cái hành trình hạnh phúc nó chẳng mấy khi nó chịu dừng lại ở đó.
các bạn phải trải qua ít nhất là hai lần đò thì mới tìm được cái bến bờ thật sự hạnh phúc của mình đó. Tiếp theo, con giáp nam thứ ba mà dễ phải trải qua hai đời vợ thì mới mong có được cái hạnh phúc của mình, đó chính là những gia chủ tuổi Mão. Thì những người tuổi Mão được đánh giá là những người có tài vận rất tốt, nhưng mà con đường tình duyên của họ gần như là bị đối nghịch. Cái tính công nghệ tiểu tiết khiến cho những người tuổi Mão có phần là nhạy cảm và đau khổ trong chuyện tình cảm, trong chuyện hôn nhân. Cùng với đường hôn nhân không mấy suôn sẻ thì các bạn rất dễ phải trải qua nhiều cái đời vợ thì mới mong tìm được cái hạnh phúc của chính mình đó. Con giáp thứ tư đó là những người tuổi Thìn. Thì phải công nhận rằng những người tuổi Thìn ấy là những người có cái tôi rất là lớn. Họ luôn xem trọng, xem mình là trung tâm của vũ trụ và vô cùng tự tin đánh giá cao cái bản thân của mình. Ở bất cứ đâu và ở trong cái mối quan hệ nào ấy, thì những gia chủ tuổi Thìn thì cũng giữ nguyên cái tính cách của chính mình. Chính vì cái điều đó mà đã làm cho cái đường tình duyên của họ, con đường hôn nhân của họ gần như là luôn bị trắc trở. Nó sẽ tạo ra những trận cãi vã không mong muốn. Đến khi tức nước vỡ bờ thì lại đường ai nấy đi. Và những gia chủ tuổi Thìn ấy thì cũng thường phải trải qua ít nhất hai đời vợ thì mới mong về tìm được cái hạnh phúc của mình và mới mong có được cái cuộc sống yên ổn trong chuyện hôn nhân đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp rất dễ phải trải qua hai đời vợ. Các bạn đã biết đấy, hôn nhân nó là do trời định. Vậy nên các bạn cũng đừng quá mà lo lắng nếu mà các bạn rơi vào những con giáp này, thì còn tùy thuộc vào cái cách cục của lá số tử vi mà tôi đã chia sẻ ở trên. Nếu mà rơi vào những tình trạng đấy thì các bạn mới bị, còn không thì chúng ta vẫn có cuộc sống hạnh phúc bình thường. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Những con giáp nữ có số trời định phải trải qua hai lần đò thì mới mong có được cái hạnh phúc thật sự. Có câu nói, phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn. Quả thật, câu nói ấy không sai, bởi lấy chồng là một trong những cái chuyện trọng đại của người phụ nữ. Quý vị thân mến, sinh ra là một người phụ nữ thì ai mà chẳng mong muốn được may mắn trên cái con đường tình duyên, lấy được một người đàn ông tốt để xây dựng được cái mái ấm thật sự, là nơi để gửi gắm và vun vén cái hạnh phúc suốt đời của mình. Các cụ người ta vẫn nói, phận là do người tạo, nhưng duyên lại do trời định. Mà đôi khi ý, người tính thì không bằng trời tính được. Nên dù có một số con giáp nữ ấy, rất là thông minh, rất là giỏi giang, rất xinh đẹp, nhưng lại phải chịu cái cảnh lận đận trong cái chuyện tình duyên, thậm chí là phải trải qua cái chuyện hôn nhân đổ vỡ. Một trong những điều đó được coi là bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ. Những con giáp này thường phải trải qua ít nhất hai lần đò thì mới mong tìm được cái bến đỗ thực sự của đời mình. Liệu quý vị và các bạn có nằm trong những con giáp này không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm nghiệm và kiểm chứng xem có đúng không nhé. Thưa quý vị, những người có số mà lận đận trong cái chuyện nhân duyên ấy, thì thường là những người mệnh là có sao Kình Dương nó đáo, đúng không? Thứ hai là cung phu thê thì thường có sao Đà La. Theo quy luật an trên cái lá số tử vi ấy, thì mệnh nếu mà có sao Kình Dương ấy, thì cung thê sẽ tự khắc có cái sao Đà La. Đó là cái quy luật bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi khi mà chúng ta an cái lá số tử vi. Cái sao Kình Dương và sao Đà La nó được an dựa theo cái vòng lộc tồn. Kình Dương thì luôn đứng trước lộc tồn và Đà La thì luôn đứng sau lộc tồn, thì cái quy luật nó là như vậy. Sao Kình Dương thì không bao giờ nằm ở bốn hướng tứ sinh là dần, thân, tị, hợi. Bởi lộc tồn không nằm ở bốn ích cung là tứ mộ, là thìn, tuất, xỉu, mùi đó. Thì nói về sao Kình Dương thì sao Kình Dương là thuộc kim. Đây là một trong những cái bộ lục sắc tinh trong bộ 6 sao Kình, Đà, Hỏa tinh, Linh tinh, Địa không và Địa kiếp. Bởi nó là một cái sát tinh nên là nó có ý nghĩa cực kỳ xấu, có nhiều cái xấu hơn là cái ý nghĩa tốt. Nếu mà đắc địa thì còn tốt, còn nếu mà hãm địa thì xấu thua rồi luôn. Cái sao Kình Dương là cái sao chủ về cái tai họa và nguy hiểm. Vậy nó nằm ở bất cứ cung nào thì cũng chủ về nguy hiểm và tai họa ở cái cung đó. Những người có sao Kình Dương cư mệnh thì tính tình là táo bạo, nóng nảy, liều lĩnh, nhiều cái mưu mô, là những người quyết đoán và ít khi nghe lời của những người khác. Họ làm việc một cách độc lập theo ý của mình. Nếu là nam ấy, thì gia trưởng.
cái sao Bình Dương nó không thích hợp với nữ giới. Tiếp theo cái sao thứ hai mà chúng ta phải xét đó là sao Bà La. Sao Bà La nó nằm ở cung Thê, nó chủ về cái chuyện hung hiểm, về tai họa và ít khi nó mang lại những cái điều tốt đẹp cho gia chủ, vì nó là hóa khí của cái hóa kỵ trong cái bộ tứ hóa. Khi mà cung mệnh có sao Bình Dương tọa thủ thì liền kề với cái cung Nguyên Đệ thì thường có sao Lục Tồn. Đây là cái vị trí bất di bất dịch và Bình Dương ấy thì luôn đứng trước theo cái chiều thuận. Tiếp theo là cung Phu Thê mà có sao Đà La thì Đà La luôn đi sau cái sao Lục Tồn. Kình Dương là cái sao mà quả cảm, dũng mãnh, vậy nên Kình Dương luôn đi đầu và luôn là những người tiên phong. Cái sao Đà La thì cũng là cái sao ghê gớm nhưng nó ẩn giật và nó mang tính chất là mai phục. Sao Lục Tồn đi đâu thì cái bộ kình đà luôn đi theo để bảo vệ Lục Tồn. Vậy thì tại sao với những người phụ nữ mà có hai cách cục này thì ít nhất thường phải trải qua hai lần đò? Thì để chắc chắn cái cách cục này thì chúng ta cần phải xét đến cái cung Tử Tức nữa. Thứ nhất là cái trường hợp của cung Tử Tức mà nó có cái sao Cự Môn hoặc là có cái Thiên Cơ đồng cung ấy, tức là nằm ở cái vị trí là cung Mão và cung Dậu. Thứ hai là cái sao Thiên Tướng nó nằm ở đất Tuyệt. Thứ ba là nó nằm ở thai Đế Vượng hoặc là thai Tả Hữu đó. Thứ bốn là Phục Binh Tướng Quân, nếu mà Phục Binh nằm ở cung Điền ấy, thì Tướng Quân sẽ nằm ở cung Tử. Thứ năm là Thái Âm và Thiên Phúc. Thì với cái cách cục này thì những người phụ nữ này thì rất dễ rơi vào cái tình trạng là ít nhất phải trải qua hai lần đò thì mới mong có được cái hạnh phúc thật sự. Thì đó là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý vị, con giáp nữ mà dễ phải trải qua hai lần đò đầu tiên đó chính là những người tuổi mùi. Những người phụ nữ tuổi mùi thường là những người rất nhạy cảm, họ là những người thường rất là trân trọng cái mối tình duyên trước mắt của mình nhưng mà cũng không nỡ từ bỏ những cái mối tình ở bên cạnh. Đối với tình yêu ấy, thì họ là những người yêu cầu thực sự là hoàn mỹ. Vì vậy, cái hôn nhân của họ sẽ gặp nhiều cái sóng gió hơn là những con giáp khác. Họ thích cái chuyện lãng mạn. Vì thế, nếu mà cái cuộc sống hôn nhân ấy, mà không được như lúc mới yêu ấy, hay là cái việc đối phương lạnh nhạt ấy, thì sẽ làm cho các cô gái tuổi mùi không chịu được. Những lần cãi vã với chồng sẽ làm cho những người tuổi mùi sẽ bị tổn thương và cuối cùng sẽ dẫn đến cái quyết định là ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai thì cũng sẽ giúp cho những người tuổi mùi có được cái mọi điều họ muốn, không chỉ được yêu thương chiều chuộng mà tiền tài danh vọng thì cũng tự khắc đến với những con giáp tuổi mùi đấy, trong cái cuộc hôn nhân mới này đó. Đó là con giáp đầu tiên mà phải chịu cảnh là hai lần đò. Tiếp theo, con giáp thứ hai thì đó chính là những người tuổi thìn. Thì phụ nữ tuổi Thìn được đánh giá khá cao về cái giá trị của bản thân và hơi có xu hướng là ganh đua với đối phương, với những người chồng của mình. Vì thế, trong cái cuộc sống gia đình ấy, thì phụ nữ tuổi Thìn sẽ không dễ gì mà chịu cúi đầu trước chồng. Lần đầu kết hôn thì cũng do cãi vã không ngừng mà rất dễ dẫn đến tình trạng là đường ai nấy đi. Nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ gặp được người chồng có quan điểm phù hợp hơn với mình, khiến cho họ cảm thấy là được tôn trọng, được thỏa mãn cái tính hiếu thắng của phụ nữ tuổi Thìn. Đấy, những người phụ nữ tuổi Thìn trong cái chuyện tình yêu thì rất là bị động, nên những người đàn ông mà lựa chọn người con gái tuổi Thìn đã từng kết hôn thì sẽ rất hiểu họ và bị cái bản tính tốt đẹp của họ làm cảm động. Tình yêu của hai người từ đó mà trở nên sâu sắc, trầm lắng, và từ đó tình cảm lẫn kinh tế của họ thì đều gì chẳng cần phải buồn phiền nhiều nữa. Đó là những người tuổi Thìn. Tiếp theo, con giáp mà phải chịu cảnh hai lần đò thứ ba đó là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão thì phụ nữ tuổi Mão mặc dù là rất là nhạy cảm và tinh tế trong cái tình cảm và họ rất trân trọng cái mối tình duyên trước mắt, nhưng mà lần đầu bước vào cái cuộc sống hôn nhân ấy thì có lẽ do tuổi trẻ mà họ chỉ chú trọng đến cái chuyện tình yêu mà quên đi cái cuộc sống gia đình, cho nên cái khả năng cao họ sẽ va vấp trong cái chuyện hôn nhân là rất lớn hơn hẳn những con giáp khác. Và khi kết hôn lần thứ hai thì những người phụ nữ tuổi Mão sẽ trân trọng hơn trong cái việc tìm kiếm nửa kia của mình. Họ sẽ cố gắng tìm một người đàn ông thích hợp hơn với mình, đồng thời trải qua cái thời gian thì họ cũng sẽ trưởng thành hơn, có thể níu kéo được trái tim người chồng của mình. Nhờ thế nên hai bên sẽ giữ được cái mối hòa khí thuận lợi, ngay cả cái việc làm ăn thì cũng vô cùng là suôn sẻ và thu hút được nhiều cái tài lộc.
đó là những người tuổi Mão. Tiếp theo, thứ tư chúng ta cần phải xét đến đó là những người tuổi Dần, những người phụ nữ tuổi Dần. Thì phụ nữ tuổi Dần thường là có bản tính rất tốt nhưng lại thiếu đi cái sự khéo léo, đôi khi hơi bốc đồng và khá bảo thủ, nên trong chuyện hôn nhân ấy thì cái cặp vợ chồng này hay xảy ra những cái mâu thuẫn vụn vặt. Nhưng mà từ những cái chuyện cãi vã nhỏ nhặt đó thì tích lũy dần lên, rồi gì sẽ có lúc bộc phát. Nếu mà không biết kiềm chế thì rất dễ dẫn đến cái chuyện ly hôn. Và sau cái cuộc hôn nhân đổ vỡ này thì phụ nữ tuổi Dần sau đó sẽ điều chỉnh lại cái trạng thái cơ thể của mình, rút ra được những cái kinh nghiệm và những cái bài học để khống chế cái tôi của mình, bao dung với người khác hơn. Nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ càng thêm cái trân trọng cái tình cảm và từ đó hiểu được cái cách cư xử trong cuộc sống gia đình, cuộc sống của hai người nhờ đó mà được hạnh phúc và viên mãn hơn. Đó là những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp nữ thứ năm mà dễ phải trải qua hai lần đó, đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người phụ nữ tuổi Ngọ ấy thì thường là những người tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Họ là những người phụ nữ thường xuyên tỏa sáng cho công việc, có con mắt thẩm mỹ cao, cái khả năng thích ứng với môi trường xung quanh cũng rất là nhanh. Đứng đầu trong 12 con giáp về cái trí tiến thủ, đồng thời họ thích khám phá những cái lĩnh vực mới. Chính vì vậy mà lần đầu kết hôn ấy thì họ khó tránh khỏi những cái bấp bênh trong cái chuyện tình cảm, khiến cho người chồng chán nản và rời bỏ họ. Đấy. Phụ nữ tuổi Ngọ kết hôn lần thứ hai thì đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đấy. Yêu cầu của họ đối với nửa kia thì cũng gì được điều chỉnh một chút ít, giúp họ tìm được cái đối tượng thích hợp hơn. Từ đó hạnh phúc gia đình sẽ được gì củng cố và chuyện tình của cả hai người cũng sẽ trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn, tài lộc từ đó cũng ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về năm con giáp dễ phải trải qua hai lần đỏ thì mới mong tìm được cái bến bờ hạnh phúc của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.